Nghệ An, tài xế xe bán tải tử vong trong cabin bẹp rúm. Va chạm mạnh với xe tải, chiếc xe bán tải bẹp rúm đầu, lái xe tử vong trong cabin. Vào khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 2 tháng 5, trên quốc lộ 48A, đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông, làm một người tử vong. Vào thời gian trên, chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát 37C03910, chưa rõ danh tính lái xe, đang lưu thông hướng từ Yên Lý, Diễn Châu đi thị xã Thái Hòa. Khi đến km 12+700, quốc lộ 48A thuộc địa bàn xã Quỳnh Châu, giáp danh xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, bất ngờ va chạm vào phần hông xe tải mang biển kiểm soát 89C06602, lưu thông hướng ngược chiều. Cú va chạm mạnh làm chiếc xe bán tải bẹp rúm đầu, cabin, lái xe tử vong tại chỗ. Còn chiếc xe tải sau đó xoay ngang đường, đầu xe nằm dưới rãnh dọc trái tuyến. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông Công an huyện Quỳnh Lưu nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với công an hai xã Quỳnh Tam, Quỳnh Châu điều tiết giao thông, đồng thời huy động lực lượng đưa thi thể lái xe ra khỏi hiện trường. Được biết, vị trí xảy ra tai nạn là điểm đen về giao thông và đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn do đoạn đường cua dốc,